Xin chào cô chú anh chị, bữa nay mình mua lòng thì nấu cháo lòng nha chú anh chị. Cô tặng nguyên cái đi. Các bạn, bữa nay mình mua lòng về nấu cháo nha các bạn. Bây giờ mình rửa lòng nha. Bao tử mình cứ bằng nước sôi cho nó sạch. Một chút mình rửa sơ sơ loại chanh. Bể heo cũng vậy luôn. Rửa chanh với muối. Heo mình cũng cắt ra mình cạo. Chút mình cũng rửa chanh với muối lại. Chanh vô. Giờ mình rửa gần xong rồi các bạn. Đây là cái tim nè, rửa xong tim nè. Rửa muối xong, gan, cổ họng. Đi làm. Xong rồi, để qua một bên các bạn. Giờ mình rửa muối nè.
đầu mình rửa giá với rửa hành nhà đầu nha các bạn. Sớm mà không có về không? Giờ mình lọc của hành. Hành in phi. Có gì cháu? Có phi tỏi không? Không, không, phi của hành thôi. Làm rửa của hành xong rồi, bây giờ mình qua nhúm lửa mình rang gạo nha Mai. Chưa nha. Anh hai rang hành này. Hai rang gạo đi, bắt rửa cái nồi nhé. Bỏ vô cháo. Có là long xong đi mày. Đi đâu? Đi mấy trời. Không biết nữa. Để coi đợt này nghỉ lâu thì đi. Nghỉ lâu mày các bạn ạ. Xong rồi giờ mình đổ vô cái tô này.
đầy quá không? Ừ. Lấy thêm cái gì được? Bây giờ mình rang gạo sắp vàng rồi nè, tí xíu là được rồi. Được chưa ta? Được chưa nào? Rèn gạo nó sẽ là thơm nhất. Thơm rồi đó. Được ha. Giờ nhắc xuống em bắt nồi chan, nồi nước lên nấu cháo. Bắt cái nồng lên không? Nồi nước lên. Giờ chừng nào nước sôi thả lòng vô hay sao? Bây giờ mình bỏ cái gạo vô đi. Giờ bỏ luôn hả hai? Ừ, gạo đang nóng nó bỏ vô. Có bao tử nó lâu chín lắm kìa. Ừ, bỏ vô đi. Sao cháu sao cái này mau nở lắm nè. Mau nở hả? Ừ. Để tí xíu nước sôi bắt đầu bỏ bột tử vô trước đi. Để được bỏ vô khoảng 10 phút bỏ ấy vô. Giờ chờ đợi nước sôi giờ rồi. Nước chưa sôi giờ mình đi phi hành đi. Hành trước hả mày? Ừ, phi hành đi. Thôi chưa? Phi hành gần vàng rồi nè, xíu là được rồi. Mình nhắc qua bỏ bên. Giờ mình ra mình coi nồi cháo mình được chưa, mình bỏ đồ vô nha. Giờ nước sôi rồi. Giờ mình bỏ lòng vô. Lòng. Lỗi. Phèo. Cuốn hồng không? Cuốn hồng. Tim. Tim. Đen bỏ sao ta? Vô lại không?
bỏ vô luôn đi ha, chứ mình vớt ra trước. Phật tử phèo này, đợi nó sôi à, để nắp ha, để ha, ừ, để cho nó sôi. Giờ mình đậy nắp lại, mình đợi cho nó sôi, cho nó chín nha các bạn. Nãy giờ sôi nè, giờ mình bỏ gạo vô. Mày chai quá hả mày? Chai quá. Lúc này chị chai. Chai. Rồi, chai lại cho mau chín. Giấc bột. Rồi nấu khi nào gạo nở rồi vớt ra. Giờ cháo chín rồi, giờ mình vớt ra nha. Được này. Được không? Được. Ủa có bự vậy mà. Bự đó con ăn nha. Tiếng nhà nhào với ông. Xong rồi nè. Tiếng nhào với ông. Này anh hai lấy cái da dễ không? Em về em mở. Em mộng đây. Xong. Anh hai nhìn cháo đi. Bây giờ mình cắt ra nó không? Giờ mình nhìn cháo rồi, cái rồi mình cắt thịt ra. Cháo chung quá. Đổ huyết vô các bạn. Nhắc xuống cái bộ hành như này. Bây giờ mình vô cái thịt nhé các bạn. Cái mâm đem bên ngoài rồi. Đây. Thịt đây. Cái mâm nữa. Giờ mình sắc nè. Kim tin vào đèn mày. Giờ mình sắc đi các bạn. Này ngon ghê luôn. Bự quá ha mày. Ừ, bự quá. Ngon. Vậy. Ngon ghê luôn á. Sắp hết ghê luôn. Còn không còn. Giờ cắt tim. Bỏ. Phải tim luôn. Tim nè. Cắt kiểu út là bán không có lời quá. Nhà mình ăn mà. Ừ. Ý là nó bán mà nó nóng bốc khói rồi. Giờ tới mình cắt con hồng. Nóng quá ha. Thấy ngồi ngồi cắt dễ cắt. Đúng. Mới nhắc lại. Cháu để ra đi. Thật chắc xong rồi. Nhắc cho nó lên. Heo. Nó cháo ăn mình thôi. Nóng quá. Vậy quá không? Ừ. Nóng hổi à.
Là hay thì chỉ mỏng 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 như lá lúa vậy. Bán mà. Được ngon vậy ha. Ừ. Có hai thứ hết à? Sao? Phèo á, phèo nó với không ngon hả? Ừ. Vì lòng ngon hết sảy. Ừ. Giờ sắp xong rồi, nhờ mình đem lên ăn thôi, mà cả nhà ăn cùng nhà mình nha. Rồi, mời cả nhà cùng ăn với gia đình của mình nha. Một cháo. Mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà ăn cháo cùng gia đình mình nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cháo lòng. Cháo lòng này chắc ngon lắm ta. Dạ. Heo nè. Hai ông ăn chanh ha. Mình ăn chanh nha các bạn. Bao tử nè. Mềm vừa heo. Không thể tả. Ăn chanh vô. Quá ngon. Tự nhiên đi. Nó bà. Ngon. Ngon lắm quá. Không, ăn đại đi. Chấm thịt đồ vô. Ừ. Ớt xanh nè. Ớt thì ngon. Ớt hiểm. Ớt hiểm. Đã đừng bước chấm nước mắm nè. Thầy luôn. Hai giờ, mấy chiếc hai giờ.
Sao vậy? Ừ. Thôi nha bà. Cũng ngon. Cháo cùng Vy. Ăn cháo. Lưỡi ngon rồi luôn á. Lưỡi ngon. Cái lưỡi ngon. Đúng không? Đúng không? Cái mèo này được ăn được đâu đắng lắm. Ăn được đâu dài lắm nha. Rồi, nha. Cho ăn tim đi, cho ăn nữa không? Dạ. Ừ, ăn ngon. Cái nào cũng đắng. Thôi nhẫn 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 nhẫn. Mẹ ăn cái này đi. Cái này quắn lắm. Mẹ con ăn cái này nha. Đắng rồi. Không. Cái này không còn. Cái này không đắng rồi. Ăn được rồi ạ. Tiên hấp nhìn ngon kìa. Ngon quá. Ngon. Ngon. Múc cháo cho Thiền. Cảm ơn. Ăn đương đương chào các bạn đi. Bỏ hành phi nha bạn. Ăn đương đương chào các bạn đi. Ăn đương đương chào các bạn. Ăn đương làm đá đi chào các bạn đi. Đừng chặt bạn làm gì. Chặt bạn. Mình ăn được cháo. Đó, xin chào bà ăn mình ăn cháo liền tiên. Mình ăn cháo. Rồi, xin chào bà ăn đó, ăn cháo rồi. Vy hết chén chưa? Ừ? Vy hết chén chưa? Chén kìa. Ừ, hết chén cháo chưa? Chưa, lâu lắm. Kì vậy? Ăn đâu nữa. Không ăn lên. Đi. Này, cũng hồng nè. Củ hồng đó tiên. Không ăn giòn giòn. Củ hồng ăn giòn giòn. Gan nè. Gan. Giòn hả tiên? Ăn giòn giòn ha. Cũng không ăn giòn giòn luôn ha. Gà ngon. Nó cũng ngon. Nó cũng ngon quá. Cái gì? Cái là cắn rừng ngọt. Cái gì? Miếng cắn rừng. Ngon không? Ngon đắng không mẹ? Ngon. Ngon đắng không? Đắng không? Không không không. Không hả? Làm miếng gà nữa. Rất miếng bự ăn không có lã. Tim nó ăn nghe giòn luôn á, rạp rạp luôn. À, củ hồng. Anh Trên.
Mẹ cái này ơi. Nó bự nha bà. Mẹ cái này ơi. Chị ăn nào. Rồi nhà rớp rớp luôn. Ăn gì con lấy lấy. Giờ gia đình mình tắt máy ăn nha các bạn. Tạm biệt các bạn các bạn. Tạm biệt nè. Tạm biệt mẹ Vy. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Mình ăn nha. Mình ăn nha.